Chào thầy và các bạn, hôm nay mình sẽ bắt đầu tập tuần 2 phần đá server. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị máy Windows Server 208. Tên máy là Server 1, có các mạng là 192.168.1.1.24 và máy Windows XP. PC1 có các mạng là IP động. Và chúng ta có mô hình điều trên. Mục tiêu là xây dựng máy chủ, dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động cho các máy trong mạng LAN. Và lưu ý là nếu thực hiện trên VMware thì phải tắt tính năng DHCP trong thư mục Virtual Network Editor, và trong cùng một hệ thống chỉ sử dụng DHCP server để cấp phát IP. Các bước thực hiện: bước 1, chúng ta cài đặt dịch vụ DHCP cho server raw. Chúng ta vào Server Manager và vào Edge, và chúng ta chọn vào DHCP để tiến hành cài đặt DHCP. Sau đó chúng ta chọn Next. Tiếp theo, trong phần Select Network Connection Binding, chúng ta chọn các mạng mà chúng ta muốn cài đặt. Rồi chúng ta chọn Next. Và thông tin domain primary DNS và authent DNS. Ví dụ domain của chúng ta là athena.edu.vn và DNS là 192.168.1.1. Sau đó chúng ta chọn Next. Tiếp theo ở phần spy chúng ta chọn để mặc định chọn Next. Ở phần edit DHCP scope, chúng ta sẽ add vào chúng ta sẽ add vào tên DHCP, cạch mạng, địa chỉ bắt đầu và kết thúc, và subnet mask default gateway. Sau đó chúng ta chọn OK để tiến hành cài đặt. Ở phần Config, chúng ta chọn Disable DHCP v6. Sau đó chúng ta chọn Next. Đầu tiên chúng ta qua máy Server 1 vào Server Manager. Vào row. Chọn Add row. Chọn Next. Và chúng ta chọn vào DHCP Server để tiến hành cài đặt DHCP. Chọn Next. Trong parent domain chúng ta gõ athena.edu.vn DNS là 192.168.1.1. Chọn Next. Sau đó chúng ta để mặc định chọn Next. Tiếp theo chúng ta add vào thông tin của scope. Name chúng ta đặt là Athena DHCP. IP bắt đầu và IP kết thúc.
và điền vào subnet mask default gateway, chọn OK. Sau đó chúng ta chọn next, chọn vào disable DHCP, chọn next, chọn install để tiến hành DHCP server. Tiếp theo chúng ta qua WinXP và vào Network Connection Style để tiến hành kiểm tra IP của trên máy WinXP đã có DHCP hay chưa. Chúng ta qua WinXP và Start. Và Off Program vào Network Connection, vào Local Area Connection Status, vào tab Support, chọn Detach. Thì chúng ta sẽ thấy DHCP đã được cài đặt. Cảm ơn thầy và các bạn đã quan tâm theo dõi.